Xin chào anh em đã quay trở lại kênh. Để tiếp tục chuyên mục review các nhánh tăng, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với nhánh tăng hạng trung của Ý. Đây là một nhánh tăng sở hữu khả năng cơ động tốt, có thể bắn chính xác ngay cả khi di chuyển. Và đặc điểm làm nên thương hiệu của nhánh tăng là băng đạn tái nạp 3 viên ở những xe cuối cấp, với khả năng cơ động tốt, có thể dồn sát thương. Đây là một nhánh tăng cũng khá là phù hợp đối với những anh em nào muốn chơi tăng hạng trung cơ động, hoặc yêu thích chơi xe tăng băng đạn tái nạp mà không muốn dành cả thanh xuân chờ đợi đạn vào nòng. Hãy cùng mình tìm hiểu nhánh xe tăng này nhé. Về nhánh xe tăng hạng trung của Ý, chúng ta có 5 chiếc tăng bắt đầu từ cấp 6. Giai đoạn đầu thì các xe trong nhánh sử dụng kiểu nạp đạn đơn truyền thống. Các xe trong nhánh có phần giáp thân trước khá dày, đủ sức chặn được đạn của các xe tăng hạng trung cùng cấp khi nghiêng lắc. Khả năng cơ động nếu so với mặt bằng chung thì cũng ở mức tốt, đủ sức cơ động đến các vị trí chiến đấu ngang bằng với kẻ địch. Khẩu pháo cuối lắp trên các xe giai đoạn này đều có cỡ nòng 90mm nên đổi sát thương thì không lãi lắm, chủ yếu dằn mặt được đám 75mm mà thôi. Về đến giai đoạn sau thì bắt đầu từ chiếc xe cấp 8 chúng ta sẽ được trải nghiệm khẩu súng băng đạn tái nạp khi nghiên cứu mô đun súng cuối cùng. Nếu như khẩu pháo băng đạn lắp trên đám chống tăng Ý làm bạn đau đớn quằn quại khi lỡ tay thụt luôn viên thứ 3 trong băng, thì khi đến với nhánh tăng này, bạn có thể thoải mái xả hết cả một băng mà không phải chờ quá lâu để có đạn mới vào nòng, nhưng mà vẫn phải biết lựa tình huống mà xả hết băng, chứ không là bị thịt như chơi, vì ở giai đoạn này, giáp của các xe đều khá là mỏng, đặc biệt là hai bên hông và sau xe. Ăn đạn nổ từ đám 122mm đổ lên là đã thấy thốn rồi, gặp đám nòng khủng nữa thì hết cứu luôn. Với khả năng dồn hơn 1.000 thiệt hại trong 6 giây ở hai chiếc cuối cấp, đây sẽ là lựa chọn phù hợp với anh em nào muốn chơi chiến thuật móc lốp, dồn sát thương hay cơ động chạy chỗ. Giai đoạn đầu chúng ta sẽ đến với hai chiếc xe cấp 6 và 7. Hai chiếc xe này đều chung một kiểu thiết kế, có chăng chỉ là sự thay đổi về một vài thông số, cũng như một ít về ngoại hình nên mình xin phép một lần review luôn cả hai chiếc. Về thiết kế của hai chiếc này thì đều được vắt nghiêng mặt trước giống như mấy con báo nhà anh hít, phần giáp thân trên của hai xe đều ở mức khá ổn, đủ sức chặn đạn từ các xe hạng trung cùng cấp khi độ dày của phần giáp này khoảng 150mm ở P43 bis và 180mm ở P43 tơ. Dù đủ khả năng chặn được đạn nhưng khi chơi hai chiếc này thì tốt nhất là bạn vẫn nên nghiêng lắc xe để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Trái với đa phần các tăng hạng trung các quốc gia khác như Mỹ hay Xô, phần mặt trước tháp pháo của nhánh xe này phải nói là yếu, thậm chí là cả hai đứa này đều không có phiến che súng đi kèm. Đạn thường của các xe tăng hạng trung cùng cấp thừa sức bắn thủng tháp pháo của cả hai chiếc, cho nên bạn cần lưu ý là không chơi thập thỏ che thân lộ tháp gì trên hai đứa này, tốt nhất là cứ lên theo đồng đội bắn hỗ trợ, trình khá hơn thì chơi tạt sườn móc lốp chứ đưa cái mặt ra là thành cái rồ liền đấy. Về hai bên hông xe thì ở chiếc cấp 6 có thêm một lớp giáp váy có vai trò như giáp rỗng chặn hít hay đạn nổ mạnh, cơ mà phần phía trên không được bảo vệ độ dày, cũng chỉ 5-60mm nên cứ tránh mấy đứa nòng khủng ra không là về bán pi ra đấy. Đến với hỏa lực thì cả hai xe đều trang bị khẩu pháo cuối 90mm, ngoài giống nhau về sát thương trên mỗi phát bắn, thì khả năng xuyên phá của cả đạn thường và đạn vàng của hai xe đều ở mức trung bình thấp, với khả năng xuyên phá chưa đến 200mm. Bạn sẽ phải tìm đường móc lốp đánh tạt sườn những kẻ địch giáp dày. Khá nhiều khi sử dụng hai chiếc xe này, với độ chính xác ở mức tốt mỗi tội tốc độ đạn bay không được nhanh cho lắm, thời gian nạp đạn khá nhanh cho lượng sát thương mỗi phút chấp nhận được trong tầm cấp P43 tơ và B nên chơi ở vai trò hỗ trợ hỏa lực tầm trung, sử dụng khả năng cơ động không đến nỗi nào của xe để di chuyển đến các vị trí khác nhau nhằm tìm những vị trí khai hỏa tối ưu nhất vào đội hình kẻ địch. Thằng thanh con này, chứ phải tôi đấm cho mình. Đến với chiếc xe cấp 8 mang tên V44 Pantera. Bắt đầu từ chiếc xe này, chúng ta mới bắt đầu được trải nghiệm cơ chế băng đạn tái nạp của đám Ý, cơ mà phải nâng cấp cả tháp và pháo mới được chơi chứ mua xe không được xài liền đâu, nên nếu như
Bạn muốn trải nghiệm luôn thì chịu khó tích tầm 35.000 kinh nghiệm tự do để nâng cấp toàn bộ. Vẫn giữ kiểu thiết kế cũ từ hai đứa P43 cho nên P44 cũng có một bộ giáp không có gì đáng tự hào. Thậm chí phần giáp thân của P44 còn yếu hơn cả P43. Hai bên hông xe chả có một miếng giáp váy hay giáp rỗng gì, thì với cái độ dày 50mm như này, P44 luôn là miếng mồi ngon cho các dân chơi xe tăng nòng khủng. Cứ lộ cái hông xe ra là xác định đạn nổ găm đầy hai bên hông. Tháp pháo dù có độ dày khá khẩm hơn so với người tiền nhiệm, nhưng với độ dày chưa đến 200mm thì vẫn cứ đưa mặt ra là lủng như thường thôi. Đến giai đoạn này chúng ta cũng không nên trông mong gì vào khả năng chống chịu của xe nữa. Thay vào đó chúng ta hãy quan tâm đến hai yếu tố quan trọng hơn, đó chính là yếu tố cơ động và hỏa lực. Chính hai yếu tố này đã giúp cho P44 Pantera vẫn là một trong những xe tăng cấp 8 đáng chơi và được rất nhiều người ưa thích. Đầu tiên thì chúng ta đến với khả năng cơ động. Với khả năng tiến tối đa 60 km/h, lùi 20 km/h, 60 km/h cho một chiếc xe tăng hạng trung nha quý vị, chỉ có hai chiếc tăng hạng trung trong cây công nghệ cấp 8 đạt được, tới tốc độ này thôi đấy, tỷ số công suất so với trọng lượng lớn, tốc độ trung bình xe đạt được cũng gần 40 km/h, cho nên bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi di chuyển ở các địa hình đồi dốc. Tốc độ này cho phép bạn có thể thay đổi vị trí bắn nhanh chóng hay có thể rút chạy kịp thời khi bị kẻ địch đẩy lên. Tiếp theo thì chúng ta đến với thứ làm nên thương hiệu xe tăng Ý trong game, băng đạn tái nạp. Trang bị khẩu súng 90mm tái nạp 3 viên, thời gian giữa các viên là 3 giây. P44 có thể nhả gần 700 sát thương trong vòng 6 giây về mặt lý thuyết. Với khả năng sốc sát thương, P44 có thể tận dụng để bắn tạt sườn đồng thời chặt xích kẻ địch trong một khoảng thời gian nhất định. Khả năng xuyên phá của súng cũng là một điều đáng phải nhắc tới, với độ xuyên 203mm ở đạn thường và tận 259mm ở đạn vàng, P44 có thể vạt thẳng mặt những chiếc xe tăng có một giáp dày nhất trong tầm cấp, như Tiger 2 hay Chase. Đây là một điểm cộng lớn giúp cho Pantera không phải chạy chỗ quá nhiều, để tìm vị trí dễ bắn xuyên giáp kẻ địch, độ chính xác cao đi kèm khả năng hạ nòng 8 độ. P44 có thể chơi tốt ở cả địa hình đồi núi hay đồng bằng trong vai trò hỗ trợ hỏa lực tầm trung, hay đi đẩy bên cánh tăng hạng trung. Băng đạn tái nạp ngoài được biết đến là có khả năng dồn sát thương tốt không kém gì băng đạn thông thường, thì còn là vì thời gian để nạp viên cuối trong băng lâu hơn nhiều so với các xe tăng kiểu nạp đơn. Khác với viên đạn cuối mất hơn 20 giây để nạp của đám chống tăng Ý, P44 cũng như những chiếc xe phía sau, thời gian nạp đạn không quá chênh lệch, sát thương mỗi phút của P44 vẫn không kém cạnh gì khi so với các xe tăng hạng trung cấp 8 các quốc gia khác, thậm chí khi tay đôi còn có thể xếp cửa trên khi đấu với một số xe tăng nạp đơn. Với những ưu điểm về hỏa lực và độ cơ động như vậy, không khó hiểu khi P44 được nhiều người đánh giá cao về khả năng hỗ trợ hỏa lực, còn về khả năng tay đôi thì P44 vẫn phải biết lựa địch mà đánh chứ không phải ai cũng có thể đấu được, với bộ giáp không khác nhiều so với bìa cạc tông, thậm chí là màu sắc khi chưa sơn ngụy trang của đám Ý cũng làm tôi liên tưởng tới mấy tấm bìa cạc tông thật. Bạn vẫn chỉ nên đứng sau những xe tăng giáp tốt để hỗ trợ hỏa lực thôi. Còn về cách chơi băng đạn trên chiếc này thì bạn có thể khai hỏa 1-2 viên đầu. Với khả năng tái nạp 3 giây sau mỗi phát bắn, bạn là người có thể đứng ke trước kẻ địch, vì nếu như kẻ địch là tăng nạp đơn, thì thời gian đạn vào nòng sẽ lâu hơn bạn. Sau khi kẻ địch lò mặt ra, thì nhanh chóng bắn rồi lui về, vì phần giáp mặt không khá hơn bìa cạc tông của xe. Chờ kẻ địch sơ hở hay khai hỏa rồi thì mò lên lại. Đến với chiếc xe gần cuối nhánh tăng mang tên Standard B, nếu như bạn nhìn thấy chiếc này có nét hao hao giống với Leopard 1 thì đúng rồi đấy. Nó nằm trong dự án phát triển MBT của châu Âu với nhiều thiết kế và biến thể khác nhau. Sau các thử nghiệm thì biến thể A được ưa thích hơn và nó là tiền đề dẫn đến việc sản xuất Leopard 1 sau này. Vào trong game thì Standard B là một xe tăng hạng trung thuần vai trò hỗ trợ, với bộ giáp làm bao kẻ địch phải phân vân không biết nên dùng đạn nổ hay đạn thường để bắn. Việc đứng trước một cái nòng 150mm đổ lên chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của anh em khi chơi chiếc xe này. Nếu như bộ giáp không có gì đáng nói thì hỏa lực của xe là thứ rất đáng phải bàn đến. Khẩu pháo băng đạn tái nạp 105mm với khả năng gây hơn 1.000 thiệt hại chỉ trong 6 giây chắc chắn sẽ gây một sự thốn không hề nhẹ đối với những kẻ địch bị Standard B nhắm đến. Và nếu như để chiếc xe này vòng được ra hai bên hông hay sau xe, những quả đạn nổ mạnh hét tương tự như đám trà đá sẽ tăng sự thốn ấy lên thêm một chút, với khả năng gây 1.200 thiệt hại theo lý thuyết. Con này mà mang được đạn Hess chuẩn của Anh Quốc thì đám hạng nhẹ cung cấp hết cứu. Với khả năng bắn chính xác đi kèm thời gian lốt đạn nhanh, nếu anh em để ý thì viên cuối trong băng của con này nó nạp còn nhanh hơn viên thứ 3 cộng 3 giây tải đạn, cho nên anh em có thể chơi như một xe tăng nạp đơn cũng được. Nói về chiếc này thì với khả năng sốc sát thương tốt, nó thuộc vào hàng những chiếc xe khó lấy được danh hiệu Master, cho nên anh em nào mà có ý định cày Master thì loại chiếc này ra, chứ không lại đăng bài bắn 5K rồi hỏi Master vàng đâu đấy.
là hỏi cái gì đấy? Em có muốn trêu anh à? Hả? Ngoài khả năng sốc sát thương thì độ xuyên của xe cũng không quá tệ. Thiết bị nên mang trên chiếc xe này là đạn hiệu chỉnh, chứ không phải quạt thông gió, nên khả năng xuyên giáp 325 ở đạn vàng cũng là một con số khá ổn so với một xe tăng hạng trung đủ sức đục thẳng mặt mấy đứa giáp dày cùng cấp hay cả trên cấp. Còn về độ cơ động, dù tốc độ tối đa bị giảm đi một chút, nhưng bù lại là khả năng tăng tốc đi kèm khả năng xoay xe nhanh chóng. Standard B đủ sức cơ động đến các vị trí khác nhau để hỗ trợ đồng đội, khi cần nó cũng có thể chơi móc lốp bắt lẻ mấy đứa phao chống tăng chậm chạp phe địch khi họ sơ hở. Đến với chiếc cuối cùng trong nhánh, với thiết kế được sửa đổi lại, Progetto 65 sở hữu một thân hình thấp bé đi kèm phần giáp trước vắt nghiêng hơn 70 độ khiến cho khả năng nảy đạn cực tốt khi biết tận dụng địa hình. Thân hình thấp bé cũng mang lại một ưu điểm khác cho Progetto là chỉ số ngụy trang cao top 3 m/s hiện tại, giúp cho những pha khai hỏa từ khoảng cách tầm trung ít lộ hình hơn. Hai bên hông xe cũng được đặt ở góc nghiêng 55 độ, giúp tăng tỷ lệ nảy đạn của địch bắn ẩu. Ngoài ra thì chiếc này cũng sở hữu một bộ giáp váy chắn xích ở hai bên, nhằm giảm sát thương đạn nổ mạnh và giảm khả năng xuyên phá đạn hít. Mặc dù vậy, giáp của xe vẫn không phải là thứ có thể mang ra khoe trước mặt địch, đặc biệt là đám nòng khủng, khi họ chỉ cần đổi qua sử dụng đạn hít là khỏi này đi đâu hết. Chưa kể hai bên hông xe chỉ có phần dưới xích là có giáp rỗng, còn ở trên thì ăn đạn nổ mạnh từ cỡ nòng 105mm cũng xuyên. Với mô tả như trên, thì Progetto 65 chỉ nên đánh ở tầm trung với vai trò hỗ trợ hỏa lực. Còn ông nào mà mang chiếc này lên tuyến trên, thì địch nhìn các ông không khác gì cái bánh mì biết đi hay củ khoai tây di động cả. Về hỏa lực, xe vẫn trang bị hệ thống tái nạp tự động như Standard B. Thời gian nạp đạn nhanh hơn giúp cho khoai tây 65 luôn có sẵn đạn trong băng. Chỉ cần lui về nghỉ vài giây là băng đạn lại đủ 3 viên liền. Với thời gian 3 giây để viên đạn mới vào nòng, Progetto 65 cũng có khả năng lấy đi hơn 1.000 máu của địch trong 6 giây như người tiền nhiệm. Chỉ tiếc là đạn nổ mạnh HES được thay lại thành đạn nổ mạnh thông thường, nên Progetto hiếm khi có thể tối ưu được sát thương. Về khoản xuyên phá thì vẫn giữ nguyên mức xuyên cũ của Standard B. Progetto có thể đáp ứng được việc đục mấy đứa giáp dày khi dùng đạn hiệu chỉnh, khả năng hạ nòng vẫn tốt, nên có thể nhấp nhô hun đao được cơ mà độ chính xác bị giảm đi, cũng như súng kém ổn định hơn khi di chuyển hay xoay xe. Nó chỉ nên đánh ở tầm trung hay đi theo sau mấy đứa tuyến đầu để hỗ trợ thôi. Chơi bắn tỉa thì thả mấy ông cầm E100 còn hơn. Khả năng cơ động của xe vẫn khá ổn, nhớ xài thêm cái bộ tăng công suất khi khởi đầu để có lợi thế hơn trong việc chiếm các vị trí quan trọng nhé. Về lối chơi thì chiếc này cần tay bạn khá là to, khả năng sốc sát thương tuy mạnh nhưng nếu không nắm vững cơ chế tái nạp, bạn rất dễ bị hụt sát thương. Ví dụ như đạn nạp gần xong mà khai hỏa là đi luôn cái viên nạp gần xong đó. Lối chơi tốt nhất của xe là đi dò địch, với tầm nhìn và khả năng ẩn giấu tốt, bạn có thể làm con mắt cho team. Khi kẻ địch sơ hở thì bồi cho địch vài viên, nhưng nhớ là trước khi khai hỏa thì phải có chỗ để lui về chứ đứng giữa đồng mà sáng đèn thì chỉ còn cái bánh mì hay củ khoai tây bị cháy đen thui thôi. Tổng kết chung về nhánh tăng hạng trung Progetto 65 đến từ Ý, đây là một nhánh tăng độc đáo với cơ chế băng đạn tái nạp giúp cho khả năng chiến đấu của các xe trang bị trở nên linh hoạt hơn. Khi địch sơ hở thì có thể dồn thiệt hại tốt không thua gì xe tăng băng đạn thông thường, xả hết băng bắn như xe nạp đơn cũng không bị hụt sát thương quá nhiều. Về khoản đánh giá cho Nubi thì nhánh này không nên đi lên sớm nhé, dù khả năng sốc sát thương ổn nhưng đổi lại là bộ giáp bìa cạc tông đi kèm lối chơi không phải cứ lao lên chết đầu. Hay con này đứng một chỗ bắn tỉa được không anh? Hả? Em đang muốn chôn anh hay là em đang muốn làm gì vậy? Đừng bao giờ hỏi anh một câu như vậy, tất cả những ai hỏi những câu như vậy đều không ổn ở đây. Bạn sẽ cần khá nhiều kỹ năng từ việc soi kẻ địch, biết phải đi đâu về đâu cho tới việc cho đứa nào ăn đạn trước đứa nào ăn đạn sau. Ngoài ra là khả năng hiểu biết về bản đồ, cũng như đặc điểm của các xe địch để đưa ra phương án chiến đấu. Rất nhiều điều cần phải học để chơi tốt được nhánh này. Nếu như bạn sẵn sàng ăn hành cũng như chịu đủ loại gạch đá to nhỏ, thì nhánh tăng cơ động, có khả năng dồn sát thương, cũng khi khả năng chiến đấu linh hoạt vẫn là một lựa chọn sáng giá để thử qua. Cơ mà mang con này đi tranh chỗ bắn với pháo chống tăng, hay Zolo chết ngay phút đầu tiên là mình vẫn tặng một phiếu report đấy nhé. Video review về nhánh tăng hạng trung Progetto 65 của Ý đến đây là hết. Nếu bạn thích video hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Andiamo! Ho bisogno di aiuto!
Blindato nemico danneggiato. Bel colpo. Corazzato nemico danneggiato. Corazzato nemico danneggiato. Centrato! Veicolo nemico distrutto! Nemico danneggiato. L'idraulica è andata, dobbiamo muovere la torre a mano. Centrato! Affermativo. Distrutto!